Ai cũng biết là tôi mê chân gà nướng và các món từ gà nướng. Từ cái hôm mà đọc được cái comment này là Phúc cũng đi thử thêm nhiều quán khu Bình Thạnh. Nhưng mà với riêng tôi thì quán gà nướng sốt Bà Dùm là ngon nhất và sạch sẽ nhất. Một cái chân gà sốt ở đây chỉ có 6 ngàn một cái thôi. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Thứ nhất là gà ở đây được nhúng sốt với vị rất là vừa miệng, cho nên ăn vị không bị mặn như nơi khác. Chân gà là món yêu thích nhất của tôi thì quán làm không hề bị khô. Đặc biệt so với nhiều quán khác thì quán này lại có nước chấm muối ớt đỏ hơi cay nhưng mà ngon xỉu luôn. Thêm nữa là cái khu nướng chân gà nhìn khá là sạch sẽ và nướng chín rất là kỹ lưỡng. Chị chủ khá là vui vẻ và mua bao nhiêu bà cũng bán nha. Hương vị là thứ quan trọng ghi điểm trong lòng tôi. Vì mê chân gà cho nên tôi thích đi theo mấy cái comment của các bạn chỉ cho nè. Nếu mà ai thích vị thơm ngon vừa ăn không quá mặn cũng không lạt thì nên lưu lại địa chỉ này. Gà được nướng sơ qua rồi nhúng vào sốt cho thấm rồi nướng tiếp, cho nên quán có tên là gà nướng sốt cho nên sẽ đặc biệt hơn. Tôi gọi một phần lộn xộn khoảng chục cái chân gà, thêm thịt gà nướng, hai cây mề gà nướng cùng với lại đậu bắp nướng và hai ổ bánh mì ăn cùng. Khắp cái Sài Gòn này đi đâu thì tôi cũng thấy mấy cái món nướng này phải ăn bốc bằng tay mới ngon, nên hình như tôi chưa thấy quán nào có đũa luôn á trời. Ở đây thì chân gà chỉ có 12.000 đồng một cặp nên cứ tha hồ mà lựa. Nửa con gà nướng chỉ có 70.000, chim cút 15.000 đồng một con, phao câu mề gà đồng giá là 10.000 một xiên, cổ và đậu bắp đồng giá là 10.000, cánh gà thì 17.000 một cái, thêm bánh mì thì chỉ 5.000 một ổ thôi. Các bạn có thể gọi một phần combo bao gồm một con gà, một cặp chân, một xiên mề, một đậu bắp mà chỉ có 170.000 thôi. Quán gà nướng sốt Bà Dâm có không gian rộng rãi sạch sẽ. Từ số viết Nghệ Tĩnh Quẹo Phải Ung Văn Khiêm thì quán nằm tay trái đường nha, tại số 49 đường Ung Văn Khiêm, phường 25 quận Bình Thạnh nha. Quán có biển hiệu màu vàng chữ xanh lá, mở cửa từ 4 giờ rưỡi chiều cho đến tối mỗi ngày nha. Đừng quên nó lại để trải nghiệm cùng Phúc nha.